Ghi nhận của Hội Y học Dự phòng Việt Nam từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 40 ca tử vong do bệnh dạy. Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Trong 2 năm qua, bệnh dạy có xu hướng gia tăng rõ rệt tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và khu vực phía Nam. Bệnh dạy có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi lên cơn dạy. Thời gian ủ bệnh dạy trung bình từ 1 đến 3 tháng, tùy vị trí cắn, mức độ nghiêm trọng của vết thương, số lượng virus xâm nhập. Hầu hết do mọi người không đi tiêm vaccine sau khi bị động vật cắn, cào hoặc chạm lên vùng da bị tổn thương do vẫn còn e ngại với vaccine. Bên cạnh đó, không ít người nghĩ đơn giản việc chó mèo đã tiêm phòng thì sẽ không truyền bệnh dạy, hoặc có thói quen trì hoãn đi tiêm phòng chờ đợi theo dõi động vật cắn mình có biểu hiện bất thường thì mới đi tiêm.